cho anh thương cái đi nào. À, anh thương em nha. Đó, vậy đó. Rồi bả la lên. Bả la lên. Bả la lên. Bả ơi, cầu cứu tôi, cầu cứu tôi. Thì gì ra gì làm tới. Đó. Bớ người ta. Vậy đó. Mà vì đuổi bà, ổng còn, ổng còn lấy đá, ổng còn tính chơi gì gì nói. Ê, chú đánh mẹ cha tôi đó nha. Chứ không phải đánh cha, không phải chú đánh cha tôi đó. Chứ chú mà như thanh niên hồi nãy giờ chú không còn đâu nha. Thưa cô chú anh chị, và hôm nay Chọc cũng vô tình đi ngang qua một chân cầu thì cô thấy một cái chòi của ai để ở đây và ngồi đợi ở đây thì cô mới đi đâu về đó cô anh chị. Bây giờ Chọc cũng cùng anh em vô đây để hỏi xem như thế nào, tại vì giữa cái dốc cầu ở trung tâm thành phố mà có một căn chòi. Dạ, xin chào hai cô. Dạ. Cho con gắn hết cái cục. Dạ, chào ba chú nghe. Chào ba chú. Dạ. Dạ. Con thấy, con đi ngang con thấy cái chòi đây nè, sáng giờ con ngồi đợi mà không biết có ai ở mày, cho con gắn hết cái cục. Dạ dạ. Không có nói gì nha, im nè, dạ. đâu từ từ nói nha, không có mà. Dạ, ba chú kệ ba miro cho đỡ mấy anh. Cô, nãy con mới thấy cô đi đâu về vậy cô? Dạ tôi đi ăn xin về chú ơi. Cô tên là gì? Dạ tôi tên là Nguyễn Thị Kim Lan. À, rồi cô sống trong cái chòi này đó hả? Dạ tôi sống khổ lắm chú ơi, tôi khổ lắm chú ơi. Nhậu với chú vợ tôi cái là bờ tôi sống là lá của ngài chú ơi. Tôi sống khổ lắm mấy chú ơi. Cô được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 65 tuổi, tuổi kỷ hợi. Dạ. 65 tuổi, kỷ hợi chú. Rồi nhà mình ở đâu cô, gốc mình ở đâu? Nhà ở đây chú. Chú muốn vô không? Tôi chỉ cho. Nói chung ra là có nhà có cửa, gì nói cũng là có nhà có cửa đàng hoàng mà coi như là không nhà không cửa. Dạ, mẹ tôi chết chưa, là bị sao đây em mất nhà không ai nữa hết á. Rồi lại coi như là xuống đây là bà ở tạm đây thôi. Rồi bà đi xin ăn, rồi thường ngày bà kiếm bà ăn được rồi cho ai cho thì cảm ơn, rồi không có gì thôi thì bà cũng không nói ai. Ê ông bên đâu? Ngủ đây thôi rồi ăn chỉ rồi xin chiều sáng cái là bà đi, rồi trưa bà về, cỡ này là tầm này bà về rồi đó. Rồi là chiều tối là bà chui vô bà ngủ thôi chứ bà không biết đi đâu nữa hết cháu. Dạ. Rồi nhà cửa thì đó là chung là khá giả lắm chứ phải không khá đâu, mà bây giờ coi như là cha mẹ anh em dòng họ lấy hết rồi, đuổi bà ra không. Đó. Bị sao đen lấy, lấy chú bị sao đen lấy á. Rồi đúng rồi đó. Rồi bây giờ coi như là bà không nhà không cửa rồi, cho coi như là bà ở đây tạm thôi, tạm. Bà vừa có như là kiểu như bà vui buồn á, bà cứ nhiều khi bà ngồi bà cười kha vậy đó. Bà bị tai biến. Đó bị té ở đây mấy lần rồi cháu. Rồi hoàn cảnh rồi. Dạ tay dạ. Biến cũng như bà dì cũng tay biến nữa đó. Chị tôi cũng bị tay biến lắm. Thì con nãy con ngồi kia đó con thấy cô đi trường hợp là thọ. Thì đó cô cũng là tay biến đó con ơi. Tay biến cũng nặng rồi đó mà. Tao nói thôi chừng nào hay tới đâu tay hay tới đó đi. Chứ giờ dì cũng chán lắm rồi. Đó nên là giờ thấy bà cũng tội gì đó. Còn dì cũng nghèo khổ như vậy thôi kệ, mình thương những đồ lùm bọc cho người ta chứ nói gì đó. Rồi gì xin giường về gì làm gì cho bả đó, rồi mùng gì cũng nói, rồi nhiều khi quần áo người ta cho bả đó, rồi bả ăn uống gì có bữa gì bả mua cơm đó bả mua gì đó con đó, rồi tối bả ăn rồi bả ngủ thôi, rồi sáng cái bả cầu bả tiếp đi. Rồi thời gian hồi đó là có một thằng cũng dê dê luôn hả? Diện nói cho con nghe luôn, tại vì cái clip là đúng rồi luôn. Diện nói bà dê bà này kiểu như là uống rượu xỉn rồi, kiểu như là xỉn thôi gì cũng không nói gì mà thì kiểu nó hứng mà. Rồi vô mồi rẫm ra rồi bả la lên và dì cũng giúp đỡ bả. Rồi thằng cha nó mất chạy mất tiêu luôn tới giờ không còn. Tại cái chỗ này luôn hả? Chạy vô nhà này. Đó nên là giờ dì thương bả cũng như là chị thôi. Vì từ hồi đó tới giờ là bạn vậy thôi à. Bả chứ. Dạ. Dạ rồi chú ơi, dạ rồi mới già rồi. Chống rậy rồi đi lụm dây chai mà còn họt gì mà còn ham chứ không biết nữa. Đó bà dì nói thẳng. Đó rồi giờ tới giờ bả nói huệ nhờ em vậy nên là giờ không còn ai nữa hết, chị cũng mừng rồi. Vậy đó ở đây giờ ba ở đây lê lắc vậy thôi. Rồi, lúc đó cô có la lên không? Chưa la lên quậy dậy qua. Cứ la lên quậy dậy qua chú ơi. La lên quậy dậy qua.
Nói chung là chồng bà cũng chết rồi, giờ bà cũng lang thang vậy. Không có con, cháu không có gì hết trơn đó cháu ơi. Dạ dạ. Mấy chú ơi, tôi nhờ mấy chú ủng hộ tôi, giúp đỡ tôi chú ơi. Giúp đỡ tôi lên đây là lâu cũng ngày, làm ơi. Cho bà này đó đó, rồi gì đi xin đó con gì lượm như chai vậy đó. Thì lượm mấy cái bình này về cái chị làm cho bà cái nước rồi gì ra gì nói mấy thằng này vậy, mấy thằng này cho nước xích vô. Cái gì xách cũng đâu có nổi nữa con. Hồi lúc trước thì còn gì còn là nổi chứ giờ nổi nào nữa. Chị cứ xách vô thì bà rửa ráy bà ăn uống gì nè, đó con thấy bình thường. Đó, rồi làm bao xung quanh vòng tròn cho bà vậy đó con. Đó, trời ơi mấy bữa nay chú xuống quá trời với chú ơi. Đó đi bao xung quanh vòng tròn vậy đó. Đó gì bao gì làm đó. Thấy có mấy túi đồ của cô không có hả? Dạ, đồ dạ. Của bà không, chứ quần áo chứ không có gì hết trơn, với giấy tờ thôi. Nước này sao không thấy đục cái vậy? Thì nước này nước cái giếng á, giếng khoan á hai. Giếng khoan. Dạ. À, giếng khoan. Dạ. Dạ. Còn nước máy thì bà ăn đây nè, em cho bà nhiều khi bà đi mua chai tới 5.000 nè. Đó. Nè tôi uống này, chú uống này nè. Bà xin về bà mua hai chai. Nấu nướng ở đâu? Dạ không có nướng. Ăn cơm không có nấu nướng chú ơi. Cô ấy cho. Có tiền. Thì bà có tiền gì cái ngày nào mà đỡ thì thôi, còn cái ngày nào mà ế gì cô đem qua cô cho miếng cơm thì xương sẻ với nhau. Cô ấy cho thì, cô ăn không à chú ơi. Nhiều khi bà bệnh thì cô qua nấu cháo cho bà. Tôi khổ lắm mấy chú ơi. Cô làm phước như người ta, giờ ta làm phước mình. Rồi mình làm phước lại cho người ta, rồi mai mốt sau này mình có cái duyên người ta đưa lại cho mình. Nói chung là gieo nhân nào gặp quả đó chú ơi. Cái gì cũng không có. Gieo nhân hái quả cũng thôi với mình chú ơi. Cô ở đây rồi, mấy chị em có biết cô ở đây không? Dạ, có mình tôi rồi chú ơi. Coi như là bây giờ chị em tôi không có anh, tôi có anh ở tên Ninh á. Không ngó gì. Cô ở đây nhiêu tuổi rồi? 65 tuổi. 65 tuổi. Tuổi kỷ hợi á. 65 tuổi. Tuổi kỷ hợi. Nhờ mấy chú giúp đỡ tôi với chú ơi, tôi khó khăn quá với chú ơi. Cô ở đây lâu chưa cô? Ở năm rồi, một năm rồi. Đúng một năm rồi. Trước khi cô ở đâu? Đó, bà ở tùm lum hết á. Ở tùm lum hết á. Ở đây là đúng năm rồi đó, kêu là bà ở tùm lum hết cháu. Bà đi lum lang thang hết rồi, rồi sau này gì thấy gì kia thôi, bà về đây ở đi chứ bà đi lang thang tội nghiệp bà. Rồi về cái gì mới xin giường nè. Vì làm lại rồi cho bà thành cái ổ. Cô quậy giúp đỡ tôi nhiều lắm mấy chú ơi. Thành cái ổ để bà đi ăn thôi, chứ mình cũng là cũng nghèo nữa rồi, nên mình thương đương lẫn lộn với bà. Thì đó tụi chị giờ chị muốn gì xin thành phố á, dài thành phố người ta thương lắm. Thì người ta cho chị nhiêu ăn nhiêu, chị kệ gót về bả đi xe bít con. Có nhiều khi mấy thằng cáp. Hôm nay cô xin được nhiêu rồi? 50. Nay được 50. 50 rồi mấy chú ơi. Không, không có. Chị có đi xin. Về đủ ăn thôi ha. Đi buổi sáng thôi chú ơi. Trăm con, có nhiều khi 150 không chừng. Chị nói đâu đâu đúng đó luôn. Vậy đó là đủ ăn thôi, bả không cần dư. Hôm nay xin được 50 ngàn mấy chú tốt ơi. Xin được 50 ngàn mua gom với nãy chuối hai lần cho. Đó là mua á. Mua. Dạ, hết 50 ngàn luôn rồi. Dạ hết trơn rồi chú ơi, cái năm đùa. Lấy gì cô ăn? Chiều đi nhịn đói. À, xin cô Huệ cho. Xin cô Huệ cô ơi cho. Thì đó, thì đau đói là bà chạy ra bà kêu Huệ, Huệ nấu chị miếng cơm hay là nấu miếng cháo gì nấu giùm cho ăn. Vậy thôi. Cô Huệ nấu ở đây luôn hả? Cô lâu rồi sống lâu. Cô Huệ sống với ghe. Sống ghe mà. Ghe. Cái ghe nó bị hư rồi đó cô. Quê cô ở Trà Vinh á, mà coi như giờ cha mẹ chết hết đâu còn ai nữa đâu mà gì cô về nữa con. Rồi giờ mấy chú đỡ tôi rồi. Có đồng tiền thống mới lâu hơn ngày mấy chú ơi. Làm bạn với dạ. Nãy có cô nói tôi đi qua. Đánh Lan. Cô Lan á, cô Huệ, cô Lan á. Ừ. Lan với Huệ hợp quá vậy? Hợp rồi ai cũng nói. Hoa không à, hoa đẹp không à. Qua đẹp, đẹp mà đời tàn quá chú ơi. Có bị bệnh tai biến lâu chưa? Lâu rồi chú ơi, bị tai biến á, đi té hoài rồi chú ơi. Vệ sinh thường cá nhân mình ở đây luôn hay ở đâu? Dạ ở đây luôn. Thì tiểu đá của quanh đó đó cháu, lết qua đó. Tôi ở đang bà đi hết nổi hay gì gì kêu ngồi đây đi rồi tao em múc nước cho chị dội. Đó. Vậy thôi, nói chung ra là vậy. Tôi đi khoan lắm. Té bữa hôm té mấy lần qua em cũng chân cẳng em cũng đau đó, gì cũng đỡ lên, cà tẹt đỡ bà này lên. Rồi chân em cũng đau, gì đau gì cũng phải chịu thôi, cũng đỡ bà lên. Đỡ lên rồi nhiều khi bà đi té nhờ chú nước nè. Vậy thì nhờ mấy ông này xin nước. Cô Lan lại bị tai biến nhưng mà chạm về khóc rồi. Đúng rồi, con đã nói đúng rồi. Có những người cái gì tiếng luôn cười luôn á. Đi nè nè nè, bà nhiều khi đâu nãy giờ không nói bà không có cười đó. Chứ không có cười nữa. Tôi nói nãy đừng vô đừng cười nữa nha. Không, tại vì cái tai biến là có hai dạng. Đó. Một dạng là khóc, một dạng cười, nói tới là khóc là nói tới là cười vậy. Bà này bắt dạ, chờ bà mấy chú giúp đỡ giùm mấy chú ơi. Nhờ mấy chú giúp đỡ tôi mấy chú ơi. Cười luôn đó. Bà hôm qua không biết ông nào cho bà được 30 ngàn, bà kêu gì dọn cái lại liệt sĩ bển á. Quệ quệ ông nó không cho chị được 30 ngàn nè mày, tao chỉ cho tao được mứt cam nè quệ mày đây, tao cho mày mứt nè mày quậy uống đi em. Tao bắt cười té đáy vậy rồi tôi phải đưa bà về tới đây.
té đáy luôn. Ừ, tại vì bệnh đó. Yeah. Đó, bà cho hôm qua em bà gì cũng mấy trái gì đó, người ta cho bà gì bà cũng cho mình có gì mình cho bà lại. Chia mấy chú ơi, chú giúp tôi, mấy chú ơi, mấy chú giúp đỡ tôi ở đồng bằng tôi sống ở đất ngoài, mấy chú ơi, tôi nhờ mấy chú YouTube giúp đỡ tôi, mấy chú YouTube ơi. Tôi nhờ mấy chú giúp đỡ tôi ở đồng bào sống lâu ngày chú ơi. Con cái không có ai hết. Ở dầm cầu che được cái này rồi những tháng mà giống như Tết rồi lạnh rồi cũng vẫn nằm đây luôn. Nằm gì vẫn nằm đây. Em nói bữa nào gì về xịt vô đây cho bả nè, tại đi dột ướt ở đây nữa nè. Đó tôi cũng mưa dột chú, mưa dột dột thấy tội lắm. Dột quá. Dột lớp giáo thấy vậy chứ dột quá tao nói dột cái ống này chú ginh ginh xác vô đây để bữa nào gì làm ginh xác vô đưa vô bả xác vô bả nằm bả đỡ chút nó không tạt bả đó. Mình giờ mình thấy người ta vậy mình cũng hoàn cảnh vậy nên em mới đâu quậy quậy rồi sau này ai giúp đỡ lại cho mình thì quệ. Mình chỉ có nghĩ vậy đó ông mới đâu thôi thành hồi ngồi im đi để tôi nói chuyện đi mà đâu hoài cứ ngồi nói ông này ông kia chi biết mệt quá bà ông nào ông Minh chào cô quệ cứ gặp ở cộng ổng là càng chọc cười. Chọc cười hả? Ờ. Hai người nói chuyện người cười kha vậy đó. Ê ông Minh đâu mày? Người bệnh. Sao không nghe ông qua? Ông bệnh. Rồi sống ở đây, mình sống ở đây nè, rồi có nhiều khi có người ta đi quay lại đó, có ai kiếm chuyện gì không? Không có. Không có chú ơi. Không có chú ơi. Có cô quệ có ở cha tôi đuổi gì thôi nè. Chứ còn chung ra là bà không dám, tại vì bà có nhà có cửa mà người ta đuổi rồi, bà có nhà có cửa chứ không có con mà coi như là không luôn đi rồi, nên là bây giờ ta thấy bà này chừng nào chết thì thôi chứ khi nào tôi chết bây giờ cô huệ cho tôi cái hòm để thiêu. Chị cũng nói rồi, chị nói thí dụ mà bà có chết đi thì tôi sẵn sàng tôi đi lên tôi xin cho, mà tôi không phải xin xã đâu, tôi xin mấy cái chạy hàng ta giúp đỡ. Đã luôn có chết nhờ cô huệ lo hậu sự của tôi. Sống kiểu giống như không có nhà cửa rồi sống với ghe ha. Dạ, gì cũng khổ không? Tạm ở ngoài gầm cầu ở luôn. Dạ, chú uống mấy cái ghe cũng có quả không chú? Vì buồn đó con, vì buồn vì khóc đó. Ê, giờ này tao mày thấy không, tao đang sắp sửa cái xe tao đi lụm đó, tao lang thang ngoài đường á. Lụm về lát đạn bao vậy đó, rồi có tao để dành đó. Để dành cái chừng đó, cái bán là túng cái bán ra mua này mua kia con. Mà cái ghe coi giờ còn xuống được không? Lũng hết trơn rồi con ơi, nó giờ con giờ mua con giờ chú, từ chú có ghe cô huệ coi chú tát nữa con tát chú bụp, chú có ghe cô huệ coi chú thấy hồi đó gì khổ xém gì chết cái ghe trong đó rồi đó bị nước á rồi nửa đêm gì đâu có biết đâu rồi cái ông xã gì ổng chỉ chạy xe mà chạy lắc cũng đâu có đủ sống rồi ổng cột chị bên đó làm sao không biết mà công an đường sông thấy chứ không đợi lớp mình mẩy giữa hết trơn vậy dạ lan quần áo có phải chờ khô luôn đó giờ cái ghe nhà còn bây giờ bưng miếng cơm ăn đi bưng lên đó sáng xin được có 50.000 bây giờ dạ dạ chuối từ à ta kéo ra rồi múc lên ta chụp đó bỏ mua vậy đó cháu mua vậy đó có cái mũ nó quậy cái mũ như là cái tay cũng bị tật dạ có tật. Cô chú anh chị sáng cô Lan cũng xin được 50.000 và mua được hộp cơm với mấy trái chuối. Đi xe buýt về, xe buýt. Cô bị tai biến bao lâu rồi? Lâu rồi chú ơi. Lâu rồi ha. Cả năm rồi. Mới cả năm nay. Dạ dạ. Trước khi không bị tai biến là cô làm gì? Dạ tôi ở nhà tôi có làm gì chứ. Có bà mẹ mà mẹ chết rồi. Lúc mà bị tai biến rồi ra ngoài đây ở luôn. Dạ dạ tôi mất nhà bị xã hội đen lấy chú. Bị xã hội đen lấy á. Sao lấy cô? Mẹ tôi mới làm sao biết nó đủ đi ra khỏi nhà. Dạ dạ. Thôi cô tôi nhờ chú giúp đỡ tôi với chú ơi, tôi khổ quá với chú ơi. Tôi nhờ chú. Thì cuộc sống của cô Lan tại bây giờ là chỉ sống ở chỗ này là cơm sinh nha. Dạ. Cơm sinh rất là tội, rất là thương cái hoàn cảnh của cô Lan quý bà anh chị. Thấy cô tội quá. Bà chỉ lấy cái thao này ra cháu.
phải giặt rồi phải lấy khăn phải lau thôi. Lau thôi ha, chứ không có tắm nữa. Không có tắm. Các cô chú anh chị thấy không? Cô Lan 65 tuổi. Thì sáng hôm nay cô cũng đi bộ qua bến xe buýt và đi xin tiền để mà về mua sinh. Thì cô hôm nay hồi nãy cô cũng có chia sẻ. Theo ông đưa chú. Cô chia sẻ là cô xin được có 50.000 và hiện tại cô cũng đã mua được một hộp cơm và mấy trái chuối. Dạ nhiều đồ lắm chú. Đồ của cô hai thì nè. Có những cái hai vỏ đồ quần này. Áo rồi. Thôi tội thì thường thì cô Lan thì sinh hoạt tại nơi này của anh chị. Đây nè, ở bên đây tại vì cô rồi bị bệnh tai biến á. Đó, gì cũng mới kêu bả đi lụm này. Chiếu đó chú ơi, chiếu đó nó trơn rồi chú ơi. Cái chiếu này em cũng đi xin đó mà cô đạo Phật hả? Dạ. Đó, cô đạo Phật hả? Dạ, chú ơi mẹ quá âm. Chú ơi mẹ quá âm chú ơi. Chú thờ mẹ quá âm. Cô ăn cơm đi. Dạ, dạ. Chú ra bộ của quầy. Ngon lắm rồi. Cái tay trái cô bị ha ha chị cô ơi. Để không té lần nó lần. Yếu. À, ăn cơm với chuối rớt luôn. Mới làm được cái tay. Đúng rồi, ta yếu quá cầm cái muỗng không vững mà. Đó rớt hết trơn luôn à. Cho bà. À, cái gì đó, dạ, tôi uống, bà chè là tôi nghe tiếng bà hú rồi à. Rồi. Rớt một trái chuối mà rớt hết luôn. Một trái chuối mà sẵn được có một cục bà. À một cục còn như rớt đất thôi. Bỏ đi, thôi bỏ đi. Bỏ đi. Vậy? Trời ơi. Quê làm gì với quê. Có cô hàng xóm ở đây nè. Cô cũng sống lang thang luôn ở dưới kia. Ở đây rất là xót luôn chị. Rất là xót. Cô đang ở đây thì cũng là cô vậy. Thì cô Lan sống ở đây cũng nhờ trước tiên là nhờ được cô Huệ chăm sóc hàng ngày và lo lắng và bảo vệ cho cô Lan đó quý bà anh chị. Cô ăn ngon không? Ngon. Cô đang ăn á thì em không hỏi chuyện nhiều, mong cô chú anh chị thông cảm nha. Cô cười à? Tại sao cô cười? Cái dây nó bị ấy đó con. À, dây cười. Tiếng của mình á. À. Dây hồi khóc hồi cười ha. Ờ. Hả nhiều khi bả la bả kêu ơi. Nè bả kêu ai cũng kêu. Nãy nghe cô Lan cô Huệ nói là cô cười hồi là té đáy luôn hả? Có. Bả đứng ra đường lại chứ. Dạ. Cả rồi. Ghê quá. Nhiều khi em một khi bà còn cười người ta cũng té thì đừng nói gì bà. Dạ. Kỳ quá. Ôi kỳ quá. À. Nói kỳ quá. Kỳ quá, hồi con nhìn nó dưới ướt nữa. Giờ này cô ăn cơm đi đừng cười nữa. Cô ăn đi. Thì thật sự anh em pha những cái miếng hài vô, miếng cái chọc cô để cho cô vui qua để qua cái ngày đó của anh chị. Chứ anh em đây cũng không có ý gì đâu. Cô hôm nay ăn cơm tấm phải không? Ăn cơm tấm mà. Hôm nay bà mua hộp cơm ngon quá chứ. Yeah. Thèm nữa. Cơm tấm chắc thèm cơm tấm hay sao á. Ê cho mấy người đi. Đâu phải Quỳnh đâu, Minh Minh trời. Minh không? Ờ chú gì à? Cô, dạ chào cô. Dạ. Dạ gì vậy cô? Dạ, đó là em gái con. Dạ, dạ. Dạ. Thì cô đang ăn cơm. Đây của chị. À, cô cũng... Cô nói cô là thờ Phật Quan Âm. Thì cô đi đâu cũng mang hình không nữa hôm chú ơi nữa hôm à mang hình thế dạ, anh tiếp
thương. Nè, tôi khổ lắm mấy chú ơi. Tôi khổ lắm mấy chú ơi. Dưới cái dạ cầu của cầu giết cho quý vị. Mấy lần rồi bị cái ông kia nhảy vô ôm con rồi sao? Tôi la lên. La lên hả? Rồi, sao rồi, cô rồi. Ông ôm lại. Rồi, cái ông đó ông có đè rồi ông có làm gì không? Không. Để gì nè, chị tả luôn cho con coi coi. Rồi. Đây. Đâu? Con vô tả rồi. Con tả luôn. Từ ở khu này ở trong nhà đi lên luôn hay là không đi lên? Đi lên luôn. Đây con. Thích vô cho anh ngồi đi, xịn rồi. Ghi quá rồi. Cho anh thương cái đi nào. Anh thương em nha. Đó, vậy đó. Rồi bả la lên. Cầu cứu tôi. Thì gì ra gì làm tới. Đó. Bớ người ta. Vậy đó. Mà vì đuổi bả, ổng còn, ổng còn lấy đá, ổng còn tính chơi gì gì nữa. Ê, chú đánh mẹ cha tôi đó nha. Chứ không phải đánh cha, không phải là chú đánh cha tôi đó. Chứ chú mà như thanh niên là nãy giờ chú không còn đâu nha. Tôi cái nào ra cái nấy, cái nào già ra già, trẻ ra trẻ. Chứ không phải mà chú làm gì được không được, tội nghiệp bả. Đuổi chết 2 triệu. Tôi la lên, tôi chào quá. Tôi bả vậy đó, rồi cái gì mới là phát hiện lên gì làm. Cái bả tới giờ nó biến dạng luôn cháu. Dạ. Biến luôn rồi. Là ông đó, ông say rượu hả? Say rượu xỉn rồi. Từ cái này mồi lâu. Bả gì đang đốt nhang, rồi là chuẩn bị gì vô gì ngủ đó. Là bả nửa đêm rồi, khuya lắm rồi. Khuya ha. 11 giờ. À, đó, đường vắng tanh. Không, đường vắng tanh nào không có ai trơn á. Ở đây sợ ma lắm chú ơi, sợ ma lắm. Thì nên bây giờ. Gặp ma không? Có thế luôn con. À. À, bả không có sợ tôi. Thấy bóng hoài. Thấy cái bóng thôi. Thì bả để cái gì cũng kinh nghiệm rồi. Thì bả đi mua con dao nhỏ đó, rồi bả để ngay đầu nằm bà ngủ thoải mái không thấy gì hết. Nè chú. Đó. Rồi, ok. Đó, bà gì có dao biết. Chú, có dao. Thì nên nằm ngủ đi thoải mái. Có dao chú ơi, mấy chú bà ơi. Bà chỉ đốt đi nhang bên mình nói mấy anh ơi chiến sĩ hay là mấy anh rồi hoàn cảnh tôi khó khăn tôi khổ quá gì mấy tôi anh. Khổ lắm chú ơi, tôi khổ lắm chú. Đừng giác tôi thì ngủ tỉnh mơ không có gì. Ở đây gì thấy hoài chứ mà còn gì không sợ mà cháu. Ở đây hoài. Gì làm vậy chứ gì đi. Kỳ đợt mới vừa rồi năm rồi nè. Mới đâu cách được 3 tháng 2 tháng gì này. Ngay khúc ngoài đó, ngay cái chỗ này là liệt sĩ đó. Một cái thằng nó lùng thật là lùng mà nó mặt mày chết ghê nhiều lắm chú ơi, chết lại nhiều nó quắc gì vậy nè, nó quắc gì tôi tay chân tôi nổi ra cái tôi vì tính là giới là gì quắc luôn mà vậy không cho lương tâm không cho quắc tại vì biết sao quắc là đi theo mình luôn đó là nên cái gì lấy nước đáy nè rửa cái mặt bị vô luôn mấy kỳ rồi kỳ rồi gì thấy đó một lần tới giờ gì không thấy nữa cũng khoảng 11 giờ khuya rồi khuya đường thấy tối lắm chú ơi, thấy tối lắm mà đường ở đây tối thui à tối là bắt đầu tối thui rồi trời với dắt xá dắt hơi chứ khoảng 9-10 giờ là còn đèn mà về dắt khuya là không thấy đèn nữa chỉ có hai cái đèn này thôi lắp lét thôi nói chung ra giờ không gì không có sợ gì cũng có gia giác hết gì nữa nè sống chung với ma luôn hả gì không có sợ gì tôi sợ lắm chú ơi tôi sợ lắm chú ơi mình cũng không có gì hết mình cũng gian giá mấy anh ơi tôi sợ lắm chú ơi không có gì hết vì bữa hổm xém nữa gì cũng chết rồi cái gì lết làm sao không biết cái dắt gì xuống dưới qua khỏi cái đó xém gì chết tại chỗ thôi dẫn gì đi đó rồi có người xin lại á mới là nó nhả ra cho gì về gì rồi bị rồi bỏ hổm gì lết từ đây mà lết tới đó đi mà không biết gì luôn con gia đình chạy kiếm quá trời luôn hên là gì vừa giống nó cầm cái tay cầm cái gì nè con còn biết cái tay mình còn biết giới nha mà còn cái chân hai cái chân xuống dưới hết rồi mình xuống dưới ướt hết rồi thằng con gì thằng trai út á nghe tức nó khóc tụi nó nhảy xuống nó ôm nó bế lên tôi nói mặt mày xanh lè gì đó vậy mà giải bung ra không cho gì đi rồi cái về cái người ta làm nhang với người ta xin thả ra đó gì bà gì có chứ không có đâu mấy chú ơi thôi nói chung là nhờ chú giúp đỡ tôi sống ở lớn ngoài mấy chú ơi tới giờ là nói chung ra là cái ông đó giờ không còn nữa không sợ rồi không còn gì nữa hết chứ mà lúc trước mấy là chú ơi nhờ mấy chú giúp đỡ tôi sống ở lớn tội nghiệp á mình cũng đi nói bả mình cũng nghèo bả cũng nghèo thì chị thấy cái gì đâu mà ai bỏ gì vậy kia chạy là gì lượm gì cho bả chị hai giặt đi chị cũ thì kệ không có chết đâu chị không có ngán tay nào bệnh không có sao đâu em hồi đó luôn ép nè thấy không mà em đâu có bệnh đau gì đâu tôi ép đó bà đi gì cũng đi đó đi cà hót luôn mày ta đi lụm dây chai luôn không sợ mà gì không sợ mà không chết không có gì hết trơn bình thường gì không có gì hết không chích thuốc luôn á sau này nói quá gì mới đi chích được hai mũi thuốc tới giờ thôi không có gì hết
nó vô thắt khám tôi nói không có bà hay thiệt đó, con thấy không? Chơi nuôi, chơi nuôi gì hà, mà bệnh bệnh với cũng nuôi hà, bị đau cỡ nào cũng vậy, hơi là cũng gì cũng đi thôi đó. Bà làm vậy đó, bây xin nó cháu ngày nào bà cũng đi hết, đón xe mấy xe cáp lại thì cho bà anh 10.000-20.000 đó, có nhiều khi nó cho luôn, nó không thèm lấy, nó thôi tôi thấy bà hoàn cảnh vậy thôi tôi không lấy tiền của bà làm gì, tôi cho bà luôn. Rồi bà đi ra bến xe, rồi bến xe bích đó, rồi bà đi nữa con, bà xin các thứ chỗ đó, nông trường rồi tùm lum hết á, bà đi tùm lum đi đâu đi, nhưng mà cuối cùng vẫn về đây ha, cũng đi đâu đi bà cũng về đây, bà cũng về đây bà ở. Ở về cái chiều trưa bà có cái bà kia đi xa quá bà xin tiền không có rồi sao vậy, mà cũng ta cũng thương con, ta cũng cho ta vẫn trở về ha. Ta cũng vẫn trở về, ta cũng thương, ta không giúp người ta, không biết cô đi bộ tới bao xa không, sáng là có thằng xe cáp thấy tội lắm, tướng lùng lắm, nó lại nói bà ơi lên xe bà rồi chở đi tới cáp đó là giống như là mối luôn ha. Mối luôn, mà trả tiền bà thôi, nó không lấy chứ không, do thấy tội nghiệp nó chở con đó để được, nó trả rồi ra bến hành chú bến hành á, trả rồi có nhiều khi là nó chạy ngang xe buýt á, bà đi xe buýt cũng chừng luôn vậy đó, nhiều khi bà hứng rồi bà đi xe buýt, nhiều khi bà đi thẳng luôn cũng không chừng đó. Dạ con đây con. Dạ thưa quý bà quý anh chị, hai chọc là anh em cũng đã đến đây chia sẻ về cái hoàn cảnh của cô Lan sống ở nơi một cái căn chòi, cái rồi căn chòi là cũng cái cây lên và che mấy tấm bạc với cái mùng để mà ở dưới chân cầu này. Thực sự đây là cô còn bị cái chứng bệnh là tai biến là quý bà quý anh chị. Trong mà hôm qua ta clip em đến đây cũng xin kết thúc, xin hẹn quý bà quý anh chị những clip tiếp theo ạ.